nói người thế, con nghĩ là mẹ sẽ hạt bệnh cho con. Rồi bà cô già sẽ sao? Hai người mặt còn nóng, thấy ghét. Muốn vô không? Mua vô thay quần áo không? Bắt mẹ thay quần áo cho. Bắt mẹ chửi ba là cái xác rồi. Kệ mẹ, ba không sợ. Đi mua thay quần áo không? Nữa thì con cũng không chịu. Chịu đi vô lợi chứ nhận thức với bà già đáng nha.